cao ấy thì họ mới sử dụng những cái sản phẩm. Người dân mở nó qua đây đúng không? Đúng rồi. Chứ người dân mình thì ít mua. Ủa, cái nhưng mà ở trong Vinh Thơm cũng có cái cửa hàng trọng luôn á. Dạ có, dạ cũng có nhiều, cũng có nhiều đấy. Kiểu là của Vinh Ra Vinh Rồ. Dạ. Còn ăn gói rau với lại lá chuối. Người nó bán cái gì lạ tao mới qua, sao nếu không bán giống đó. Trái đất thì phải. Tại em là thành viên ở trong Let's Watch Việt Nam á. Hay chia sẻ hay làm những hành động bảo vệ môi trường á. Dạ. Nhiều trang quá, nhiều khi em cũng như là sạp tràng hàng sen này. Dạ. Rồi cỏ, nói chung cũng nhiều trang. Nhưng mà tên chính xác của nó là tên gì anh? Tầm bóp Nam Mỹ. Tầm bóp ạ? Dạ. Ồ, nó gần giống như trái thù lù với quê mình ấy. Trái thù lù với quê. Đây là đặc sản của Nam Mỹ, 250.000 một ký. Đây là địa chỉ duy nhất bán ở Sài Gòn. Nhưng mà cái này là trồng ở Đà Lạt hả anh? Dạ đúng rồi, Lâm Hà là trồng. Ồ, Lâm Hà. Gần Thác Voi. Dạ ăn tươi thôi. À, nhưng mà có một cách để làm mà nó ngon hơn là phủ sô cô la. Phủ sô cô la lên.
họ mua thì họ phải mua nguyên gói hả? Dạ tùy ạ, à. Em vẫn chưa làm tất cả những người mà mua thấp nhất thấp nhất, vì em biết thì thường là biết khách của em. Chắc nó to hơn, nhiều to, chắc to hơn, to gần ngón tay cái gửi. Ừ, giống trái cà chua trái cây.